Hello, hello, xin chào tất cả các cô chú và anh chị em đã đảo lại kênh Phương Đồ Cũ ha. Đó, hôm nay em lại tiếp tục lên vài đơn cho cô chú, anh chị em, trái cháu ha. Đó, đó thì nói chung là hôm ngày đó có thời gian rảnh thì em lên mỗi ngày nghe em. Đó, trước mặt em nè, có một cái chép của Kenworth ha. Rồi chép này em gõ trong một cái thùng bót nè em. Đó, có hai con chép nhỏ nhỏ này nghe, nó không có đóng từ nhưng mà em gõ trong cái thùng bót đó nghe em. Đó, đây, lò chép Hitachi, rồi hai con súp lo chung của JVC, hai khúc Panasonic, rồi cái lo này nè anh em, đó, rồi khúc lo này nó nghe, hai khúc lo dàn bộ Sunmat, vỏ lo của thằng cassette Sony 710S, đó, có hai cái lo gì này đẹp lắm anh em, đó, rồi lại tiếp tục là hai khúc lo Nicole vỏ thùng Onkyo, rồi không nói dài dòng nữa ha, em sẽ dựng máy và báo giá từng đơn cho cô chú và anh chị em chốt đơn ha. Đó, trước khi vào video á thì em xin chúc cho tất cả các cô chú và anh chị em trên mọi miền tổ quốc ha một ngày mới thật đông đầy yêu thương và nhiều hạnh phúc bên gia đình và người thân ha. Đó, mã đầu tiên của em lại lên hai con chép này là nghe anh em. Đó, chép này là hiệu của một Kenworth gì nè. À, bên đây cũng vậy nha. Đó, rồi con này nó con này thì nó hiệu của nào đó em không có biết anh em, nè chữ chữ M nè, chữ M là hiệu của nào ta, Bana hả? Đó, nó như vậy nè anh em, đó phải không, hay là của Biner? Đó, nó như vậy nè, đó vậy nè anh em nhận biết rồi nghe. Đó, em thấy nó cũng xịn sò thì ra anh bán hai cặp này cho anh em về làm gì làm ha. Rồi khui nè, hai con này nó như vậy nè anh em. Đó, con này thì cái màng nó còn zin thế vậy nè, còn con này hình như là nó sao ta, nó vậy đó nghe anh em. Đó nè, nó như vậy nè, hai con nó như vậy nghe anh em. Đó, anh em nhìn anh em biết nha, tại em thấy nó còn hát tốt thì em bán cho anh em vậy thôi, chứ em biết là còn zin hay không zin đâu nghe anh em. Con này khui nè, con này nó đẹp keng xà beng luôn anh em. Đó, bên ngoài thì nó cũ xì và xét xẹt, còn bên trong thì nó rất là đẹp luôn nè, đẹp không tì vết luôn nghe anh em. Rồi em sẽ đo đường kính hai con này như thế nào cho anh em hình dung ha. Đó, trước tiên thì em đo của con Kenworth này trước đi nè. Đó, 6 phân nha. Tâm hai lớp của nó thì 7,5. Của từ đôi. Của từ đôi thì bé bé xinh xinh, khỏi đo đi chắc anh em cũng biết mà. Đó, thì em đo tiếp con này coi nhiêu nè. Con này thì nó 5 phân nha anh em. Đó, tâm hai lớp thì nó 7,5. Đó, của từ thì nó gì nè, xíu xíu xìu vậy đó. Rồi ok, em sẽ test nhạc coi nó như thế nào ha. Đó, đầu tiên thì em test con Kenworth này coi nó như thế nào nè. Đó, kẹp vào test nhạc thôi. Đó, nó hát như vậy đó nghe anh em. Rồi ok, tiếp tục con này. Đây. Rồi, nó hát nghe yêu thương nghe anh em. Đó. Ok, rồi tiếp tục con này thôi. Con này coi như thế nào. Đó. Đó, con này nó hót vậy đó nghe anh em. Ok, tới con này thôi. Rồi. Con này sao nó không hát ta? Rồi vậy là nó chết rồi đó anh em ơi. Rồi, lên hai cặp này giá yêu thương cho anh em về làm với làm nha anh em. Đó, thì cái này em sẽ tiếp theo cái mã vừa rồi luôn ha. Mã cuối vừa rồi là mã 88. Rồi em sẽ tiếp theo cái mã vừa rồi luôn, là mã này là mã 89. Đó, 89. Em sẽ để cho anh em hai cái cặp chép này với giá là 100k nghe anh em. Đó, giá 100k, giá nó yêu thương làm sao anh em không biết chốt là gì nữa. Rồi, mã 89 100k đã đi qua, em lại lên mã tiếp theo nữa nghe anh em. Rồi, mã tiếp theo của em lại lên là hai cái con lo này nè. Đó, con lo này là của gì đó. Nè, nó đóng từ gì nè anh em. Đó. Như thế đó nghe anh em, đọc nha. Em không biết đâu, em thấy nó xịn xịn thì em bán cho anh em về có làm gì làm. Đó. Nè, khui thử con này coi. Khui. Ôi là la, con này nó gách nát hết trơn rồi anh em ơi. Có gách nát hết trơn nghe anh em. Đó. Để bắt đèn nó thử coi, cuôn nó còn không. Đó. Nó gách nát nhưng mà cuôn nó còn zin nghe anh em. Nè. Đó, ok, để con này qua bên đi. Tiếp tục con này. Con này hình như là của con Bana hay gì ta. Đó. Nó gì nè anh em. Đó, anh em nhìn anh em biết nha. Đó. Rồi, khui.
đó. Tình trạng con này thì nó gì, con này thì rất là đẹp, nó chỉ xét chỗ này thôi, nhưng mà viền màng nó rất là đẹp, nó sâu dữ lắm nè anh em đó. Còn con này thì nó gắt xíu nè đó, này nó cắn cái gì nó quéo lại đây cái gì nè, cái viền nó đó anh em, nó như vậy đó nha. Rồi em sẽ ra đường kính hai con này cho anh em hình dung nè, rồi về mua về có làm lại thì làm đó. Con này là 10, gần 12 nè anh em đó, tam hai lớp ốc nó thì 13 nè, củ từ của nó gần 6. Ok, tới con này 8 phân nè, 8 phân vuông quá, rồi 8 phân vuông, tam hai lớp ốc của nó là 10, củ từ của nó là 6. Rồi em test nhạc thử coi nó có hát không nghe anh em. Đó, trước tiên em test cái con gách này coi nó như thế nào nè. Đó, gách gách mà hát hay hát nghe anh em. Đó, nó hát như vậy đó anh em, về mua về làm màng với viền thôi. Còn cun thì còn ha. Đó. Đó, con này cũng hát luôn nha. Rồi quảng cáo qua tới lò kia luôn. Rồi ok, để em tắt quảng cáo. Đó. Đây, test tới con này nha. Ôi ơi, cái này nó gãy luôn anh em ơi. Nè, nó gãy vậy luôn nè. Đó, kẹp vô đây đi. Rồi ok, nó hát vậy đó nghe anh em. Tới con này. Rồi, nó hát rất là ok. Em sẽ lên hai cái cặp này giá rất là yêu thương cho anh em, chốt về làm lại nha. Làm lại một con thôi cũng là dư tiền anh em ơi. Đó, mã này là mã 90 nha. Đó. Mã 90, em sẽ để hai cái con này cho anh em về tăng trang làm gì làm ha. Mã 90, em sẽ để hai con này với giá là 100k. Đó, giá nó rất là yêu thương anh em. Rồi mã 90 100k đó, đi qua em lại lên mã tiếp theo nữa nghe anh em. Đây, mã tiếp theo của em có là một cặp chép này nè anh em. Đó, cặp chép này của boss này nha. Đó, nhưng mà không thấy nó đóng từ đóng số gì trơn á, thì em thấy nó nằm trong cái thùng boss đó anh em, nhìn anh em biết nha. Đó, hôm trước thì em cũng có bán một cái con boss rồi, nhưng mà gã trong cái co cái một cái thùng đó, là nó có một cặp, nhưng mà nó rách nát hết trơn nha, nó rách một con còn một con. Còn cái con hai con này thì nó liền nha. Đó, em sẽ bán cho anh em về làm gì làm nè, em thấy nó cũng y gan con kia luôn đó anh em nè. Đó, anh em nhìn thì anh em biết nha. Đó, có một cái là con kia nó quắn 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 quắn, còn con này thì xài dắt nè. Đó coi nè, nó như vậy nè nghe anh em. Đó, con này thì còn rất là đẹp, chỉ có mũi lo nó lúng lúng thôi, còn cái con này thì nó bị nhăm nhăm chút xíu nè, nó bị lỗ mọt chút xíu nha. Rồi em sẽ đo đường kính cái con này cho anh em hình dung coi nó nhiêu nè. Đó, con này 6 phân nghe anh em. Củ từ nó là 4. Rồi ok, test nhạc coi nó như thế nào ha. Đó. Đó. Đó, nó hát như vậy đó nghe anh em. Rất ok. Rồi tiếp tục con này thôi. Rồi nó hát rất là yêu thương anh em. Rồi em sẽ lên mã này. Mã này là mã 91. Đó. Mã 91. Em sẽ lên cặp chép này cho anh em với giá là 100k nghe anh em. Đó. Rồi mã 91 100k đã đi qua, em lại lên mã tiếp theo nữa nghe anh em. Đây, mã tiếp theo của em lại có hai cái con súp này nghe anh em. Đó. Hai con súp này nó gần giống nhau chứ nó không có giống nhau nha. Gã cho mấy con súp sun mát đó anh em. Nó bị bảy thùng rồi đó, mình gã ra. Nè. Nó còn rất là đẹp nha. Coi. Đó, mũi lo thì lúng nhẹ xíu nè con này. Đó, thì tình trạng nó vậy đó nghe anh em. Rất là đẹp, không cọ đâu. Cái này chỉ bụi thôi. Đó, con này thì mớp mũi lo chút xíu, nó gần giống nhau thôi chứ nó không có giống nhau nghe anh em. Thì nói chung con súp mà nó đâu có giống nhau đâu. Rồi em sẽ đo đường kính nè. Con này là 13. Tâm hai lỗ ốc của nó là 15. Nè, củ từ nó là 7,5. Còn con này cũng vậy thôi, con này cũng 13. Rồi tâm hai lỗ ốc cũng 15. Thì nói chung là nó giống giống vậy thôi chứ nó không có giống hết đâu nghe anh em. Đó, thì cũng 7,5 y chang nhau luôn, nhưng mà hai cái màng nó khác nhau nè. Đó, với lại cái hơi cao xíu, cái hơi thấp xíu trong mấy cái súp của xuyên mát đó nghe anh em. Rồi em sẽ test nhạc và bán giá yêu thương về cho anh em trái cháo ha. Ok, em sẽ tử con này trước nè.
đó, qua tụ nè. Thôi bây giờ mình bắt nhỏ đi, bắt nhỏ xíu đi rồi mình đi thẳng coi nó như thế nào nha. Đó, đây đi thẳng cho anh em xem nè. Đó, hát rất tốt nha anh em. Nè, quên cho anh em xem cun nè đó. Cun như thế này nè nha. Đó, cun nó còn rất là đẹp nha. Đó. Rồi tiếp tục con này. Con này cũng vậy thôi nè, cun nó vậy nè anh em. Ok, test nhạc thôi. Đây, con này mình cũng đi thẳng coi như thế nào nha. Đó, con này bắt lớn xíu coi. Sao nó nhỏ vậy à? Đây. Đó. Quá lớn. Đây. Đó, nó hát yêu thương vậy đó nghe anh em. Đó, em sẽ bán cái cặp súp này cho anh em. Nó không giống nhau nghe anh em. Nó chỉ tương tự thôi chứ không giống nhau thì súp mà nó đâu có giống nhau đâu anh em. Nó gả cho mấy cái súp của siêu mát đó. Rồi em sẽ lên hai con này về cho anh em chế cháo làm gì làm ha. Mã này là mã 92. Đó. Mã 92 em sẽ lên cái con hai con súp của siêu mát này cho anh em với giá là 100k nghe anh em. Rồi giá nó yêu thương làm sao, nó rất là bự mà có 100k nè anh em. Đó, mã 92 100k đã đi qua, em lại lên mã tiếp theo nữa ha. Đó. Mã tiếp theo của em nè, đó, có con chép nè nghe, rất là đẹp của Hitachi vậy nè anh em. Đó. Nè. Nó như thế này nè nghe, rất là đẹp. Khui bên trong coi nó đẹp không? Ú là la nó đẹp dữ lắm nha anh em. Có chỗ này nó hơi bị nó hơi bị chạy chạy xíu rồi chứ không phải lủng đâu ta. Không phải lủng đâu nè, nó hơi chạy chạy xíu thôi. Đó, rất là đẹp nha. Đó, em sẽ đo đường kính con này cho anh em hình dung nha. Đó. Đây, đường kính của nó là 7,5 nha. Tâm hai lỗ ốc, tâm hai lỗ ốc là 10. Củ từ là 4,5. Rồi, tình trạng của con này là nó đã chết rồi nghe anh em. Đó, nó đã chết rồi. Nói chung là nó hát nhưng mà nó nhỏ xíu rồi, với gọi nó gẹt gẹt đó. Thì em bán giá chết cho anh em luôn ha. Mã này là mã 93 nha. Đó, mã 93 em sẽ lên cặp chép của Hitachi này cho anh em với giá là 100k nghe anh em. Đó. Mã 93 100k. Đã đi qua em lại lên mã tiếp theo nữa nghe anh em. Đây, mã tiếp theo của em có một cái lo này nè anh em. Đó, nó như vậy nè nghe. Nó có hai cái bát ở trong nè. Đó, phía sau thì nó như vậy nè. Đó. Rất là ok, để đo cho anh em hình dung coi nó bị dai nha. Cái này chắc chắc lo gã trong cái gì tivi cái gì á. Không gành nữa nghe anh em, thấy nó đẹp thì bán cho anh em về chế cháo làm gì làm. Nè, từ cái bát này đo qua tới cái bát này thì nó tới 37 rồi ha. Còn đo lọt lòng trong đây thì nó 30 nè. Đó. Chiều ngang của nó là 8 nè. Chiều đứng của nó là 3,5 nè. Đó. Lo của nó là 6 phân nè. Rồi ok, em sẽ test nhạc cho anh em xem nó như thế nào nghe anh em. Đó. Đây nó để ở đây chữ gì nè, bờ o tờ. Không biết nó để cái gì nữa. Rồi giờ nó có ra nhiều dây nhiều nhợ gì đâu, giờ mình thử từ từ coi nó như thế nào nha. Giờ trước tiên thì mình thử cộng dây xanh với dây đen này thử coi nó gì. Đó. Nè, cái này thì chắc có qua tủ quá gì đó. Nè, nó hát như vậy nè. Đó. Rồi tiếp tục tới cái con này coi. Con này tới màu xanh này với màu đen này, xanh đậm. Đó. Này nó mới có hát có một con nè nghe anh em nè, con bên đây nè. Đó. Ok. Tiếp tục con này. Ủa con này con chép. Con này nó qua tủ cái gì nè, nó hát tiếng chép nè. Đó. Ok. Rồi tới con này. Sao cái này nó lu bu với người ta? Đó, bây giờ nó hát con bên đây nè. Đó, nó hát nghe phịch 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 luôn nha. Đó, nó hát như vậy đó. Rồi em sẽ câu thử coi nó như thế nào. Em câu hai con này coi nó hát như thế nào nha. Đó, câu lại hai con bass này nó hát như thế nào. Nhiều dây, nhiều nhợ quá lu bu rồi. Đã không gành nữa mà còn lu bu nữa ta. Đó. Đó.
đó em câu vậy là hai con này nó hát hết rồi nghe em đó. Rồi ok, rồi em sẽ lên giá con này nha. Đó, mã này, mã này là mã nhiêu ta, mã này là mã 94. Xé sao nó rách với tôi xíu xíu trời. Đó, 94 em sẽ lấy cái khúc lo này cho anh em với giá là 100k nghe anh em. Đó, mã 94 100k đó, qua em lại lên mã tiếp theo đó nghe. Đây, mã tiếp theo của em lại lên một cặp chung của JVC nè nghe anh em. Đó, người ta sơn phết gì nè, đó. Cái này là gã trong mấy cái thùng lo ra nghe anh em. Đó, nó như thế này nè. Rồi con bên đây cũng vậy luôn. Này chắc ta dán cho nó cứng rồi hay sao không biết nữa, sao ta dán vậy ta. Cổ này ta sơn luôn. Khui. Nè, nó như vậy nè nghe anh em. Đó. Tình trạng là nó như vậy nè nghe. Đó. Ta dán keo 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 rồi hết trơn không biết ta làm gì nữa. Nè, thì nói chung thì em gã nó, em thấy nó còn rất ok nè. Đó, thì em bán cho anh em về chế cháo làm gì làm ha. Đó, đo đường kính coi con này nhiều. Con này 13.5 nè. Đó, tâm hai lỗ ốc 16 nè. Củ từ. Củ từ của nó là 7. Rồi, test nhạc coi con này nó như thế nào nha anh em. Đó. Test nhạc thôi. Đâu mình đi thẳng thử coi nó làm sao ta. U lớn như vậy. Rồi bắt nhỏ xíu nè, đi thẳng luôn nè. Đó. Đó, em đi thẳng nha. Đó, nó hát rất ok nghe anh em. Đó, nó xấu xấu cho nó hát rất ok nha. Tiếp tục con này thôi. Rồi, nó hát rất là ok, rất là yêu thương luôn. Nhưng mà cái này người ta làm cái gì á, nó tè le, nhìn nó xấu quá. Đó, em sẽ lên giá yêu thương cho anh em về, có làm gì lợi làm nha anh em. Đó, mã này là mã 95. Đó, mã 95 em sẽ lên cái con cặp chung của JVC này cho anh em với giá là 150k nghe anh em. Đó, mã 95 150k đã đi qua, em lại lên mã tiếp theo đó nghe anh em. Đây, mã tiếp theo em lại lên cái một hai cái con lo này nè anh em. Đó. Thì clip trước thì em cũng có lên một con nha, thì khá là nhiều anh em chốt cái con đó nhưng mà con đó em bán rồi. Hôm nay em sạn ra em thấy một cặp nữa nhớ như vậy nè nghe anh em. Đó, em lại bán tiếp tục cho anh em nào cần thì chốt nha. Đó. Cái này nó để là 8 ôm 10 watt gì nè. Đó. Thì nó như nhau nghe anh em, rất là đẹp. Nè, để coi bên trong lo coi nó như thế nào ha. Đó, bên trong lo rất là đẹp, rất là sáng nha anh em. Nè, cái này cũng vậy, hai con giống nhau. Rồi ok, em sẽ đo đường kính cho anh em hình dung được cái con lo này nè nghe. Đó, cái này ở đây thì nó nhỏ thì nó 13 nè. Đó, ra tới đây cái họng này thì nó tới 19 rồi nha. Rồi ok, chiều dài của nó thì 19 luôn. Đó, cái con lo này không á thì nó là 12 nha. Rồi chiều ngang của nó là 6 phân. Rồi ok, em sẽ test nhà cái con này coi nó hót có yêu thương không nha. Đó thì ghim nhạc vô hát thôi. Nè em đi thẳng nha. Con này nó bị xét cái gì ta. Đâu ghim thẳng vô dây coi nó như thế nào. Ôi bắt lớn xíu rồi. Đó. Rồi em đút thẳng vô trong đây luôn nha. Tại ở ngoài nó hơi bị gột gẹt nè. Đó. Rồi hát rất đỉnh nha anh em. Đó, hát rất là hay luôn nha. Để coi con này nó có bị gạt gạt không. Chứ cái con kia là mấy cái dắt này nó bị xét nè, nó bị gạt gạt nha. Nè, con này không có nha. Đó. Rồi, quá đỉnh anh em ơi. Đó, em sẽ lên mã này cho anh em nào cần thì hút về nha anh em. Mã này là mã 96. Đây. Đó, mã 96 thì cũng như thường lệ thôi, em để cho anh em cái cặp này với giá là 100k nghe anh em. Đó, mã 96 100k đã đi qua, em lại lên mã tiếp theo nữa nghe anh em. Đây, mã tiếp theo của em lại lên hai cái khúc lo này nè anh em. Đó, hai khúc lo của thằng Nam Xin nè nghe. Đó. Thì nói chung là cái mấy clip trước á thì em cũng có báo một cái nữa nhưng mà cái kia nó hơi cao hơn, cái này nó hơi to hơn, hơi dài hơn, hơi cao hơn, hơi bự hơn. Cái này thì nó hơi nhỏ hơn xíu. Nè, nó như vậy nè nghe anh em. Còn rất là đẹp, rất ok luôn. Đó.
Đây con này cũng vậy, nan xin. Rồi gắt đẹp, gắt liền, không bể mẻ đâu. Để em đo đường kính cho anh em hình dung ha. Con này thì nó hơi nhỏ hơn con trước thôi. Nè, chiều ngang của nó ở đây thì đo ra tới đây luôn coi là 7 nè. Ở đây thì nó nhỏ lại đó. Còn chiều dài của nó, chiều dài của nó là 28 nha. Rồi đo sao nó ta. Ờ, chiều này, chiều này của nó là 8. Rồi ok, em sẽ test nhà coi con này nó hát như thế nào nha anh em. Đó đây, em sẽ test cái con này trước nha anh em nè. Đó, test con này nè nha. Đây đây, rồi hát rất yêu thương anh em, rất hay. Tiếp tục, tiếp tục con này thôi. À, tiếp tục con này thôi. Đây rồi ok, hát rất hay anh em. Đó em sẽ lên mã này cho anh em chốt ha. Mã này là mã 97. Đó, ghi đây đi. Mã 97. Em sẽ để hai cái khúc lo này cho anh em có giá là 100k nha anh em. Thì nó hơi nhỏ hơn xíu ha. Con kia thì em bán 120, còn con này nó hơi hơi lùng hơn xíu thì em bán là 100k. Rồi mã 97 100k đã đi qua, em lại lên mã tiếp theo nữa nha anh em. Đây mã tiếp theo của em lại lên hai cái cặp lo này nha anh em. Đó, hai cái con lo này như là như hai cái bóng đèn pha vậy đó anh em. Nè, nó như thế này nè nha. Đó, còn rất là liền, rất ok nha. Cái này chắc mũ quá, còn cái này chắc nhôm nè. Đó, phía sau nó nè anh em. Đó, phía sau nó có hai con chép cái gì nè. Phải không ta? Đó, nó như vậy đó nha anh em. Nè. Đó. Chỉ cái là nó chấp nước sơn thôi, anh em về sơn lại là rất là đẹp, rất ok. Bên trong thì em không biết con lo gì nữa. Thì em mua về thì em thấy nó đẹp quá thì em bán như vậy cho anh em nha. Chứ em không có biết tăng trang sửa chữa gì đâu, mua sao bán vậy cho anh em nha anh em. Đó, em sẽ đo đường kính con này cho anh em hình dung nè. Đó, nó tròn như một cái đèn pha nha anh em. Đó. Chiều ngang của nó là 12 nè, chiều sâu của nó là 12. Rồi chiều đứng tới cái chân luôn là 14. Ok. Con này chắc chắc bát 10 phân quá. Đó thì nó như thế đó nha anh em. Rồi em sẽ test nhạc coi nó hát như thế nào ha. À, test nhạc thôi. Đó. Đó nó hát như vậy đó nha anh em. Hát như bon bon luôn. Rồi, ok ok. Ok, tiếp theo con này nha. Đó, tiếp theo con này. Đó, hát rất hay nha anh em. Rồi hết nhạc luôn. Rồi lên giá con này cho anh em luôn nha. Đó. Nó như mùa hai cái đèn pha vậy đó, rất là đẹp nha anh em. Anh em mua con này về làm chép cũng hay đó anh em ơi, nó hát cái bon bon nha. Nghe rất là hay. Mã này. Mã này là mã 98. Đó. 98 em sẽ lên cái cặp lo này cho anh em với giá là 250k nha anh em. Đó, mã 98 250k đã đi qua, em lại lên mã tiếp theo nữa nha anh em. Đây, mã tiếp theo của em lại lên là hai cái khúc lo của Panasonic này nha anh em. Đó thì clip trước á em cũng có bán một khúc rồi nhưng mà nó hơi to hơn này, còn này thì hai khúc nhỏ hơn xíu nha anh em. Đó. Nó để Panasonic như thế này nè. Đó. Đây. Cái này là model hay model của nó gì nè anh em. Đó. Rồi anh em đọc nha, nó như thế đó nha anh em. Còn liền lạc, rất đẹp, chỉ có bụi bặm thôi. Về vệ sinh cái này nữa là rất là đẹp. Đó, rồi con này. Nè, con này nó cũng như vậy thôi. Y gan luôn ha. Nè, model của nó vậy nè. Rồi, rất ok. Rồi em sẽ đo đường kính cái con này cho anh em hình dung nè. Đó,
Cái này thì ở trên thì nó hơi nhỏ xíu nè. Đó, 14 năm. Đó. Còn chiều sâu của nó là 13. Đó. Nè, chiều sâu ở trên thì 13 nè, ở dưới đít nè. Ở đít tới 15 năm nữa nha. Rồi ok. Còn chiều này nhiêu ta? Đó, nói vậy đó nghe nè. Rồi, ok, test nhà thôi. Đây. Đó, nó hát rất là hay nghe anh em. Rồi tiếp tục tới con này thôi. Đó, tới con này. Rồi ok. Rồi em sẽ lên cái mã này cho anh em chốt nha. Mã này là mã 99. Đây dạ. Mã 99 nha anh em. Đó. 99 em sẽ lên hai cái khúc này cho anh em có giá là 250k nghe anh em. Đó, mã 99 250k đã đi qua, em lại lên mã tiếp theo đó nghe anh em. Đây, mã tiếp theo của em lại lên là hai cái vỏ của cassette nè, hai cái vỏ lo. Ủa. Cái này có cái lo luôn hả trời? Cái này có cái lo luôn nghe anh em. Còn cái này không có cái lo, em tưởng là hai cái vỏ. Ngờ đâu giờ nhìn lại là mới thấy cái có cái lo ở trong luôn nè anh em. Đó, cái này của thì có thì để bán cho anh em luôn. Đó, anh em nào cần thì hốt về lắp vô một con nữa. Đó, còn rất là đẹp nha. Cái vỏ này của thằng Sony cassette 710S anh em. Rất là đẹp, rất là liền luôn nè. Đó, phía sau nè. Đó. Rồi, nó như vậy đó nghe anh em. Con bên đây. Nè, bên này có cái bát ở trong luôn nè anh em. Rồi, ok. Rất đẹp, chỉ có một cái dây căng bên đây thì nó hơi xét hơn bên đây xíu thôi. Bên đây thì còn hơi đẹp hơn. Đó. Rồi em sẽ test thử coi cái con này nó còn hát không nghe, nó có cái bát nè, đâu mình test thử coi. Tưởng cái vỏ không mà bán cho anh em về có bể thì thay vô. Đó. Đây mình thử đi ta. Rồi. Im re bà rè luôn. Im re bà rè luôn nghe anh em. Nè nó, không hát hò gì luôn là coi như nó chết luôn. Rồi bát cặp vỏ thì tặng cái bát luôn chứ nó chết veo rồi. Rồi, ok, em sẽ lên mã này nha. Đó, lên mã này cho anh em nào có thiếu cái vỏ này á, thì mua về gáp vô, có bát gáp vô. Đó, còn rất là đẹp, rất là liền nha. Mã này là mã 100 nha anh em. Đó, 100 thì em sẽ lên cho anh em 100k luôn nha anh em. Đó, rồi mã 100 cho cái con cặp lo của cassette Sony 710S này với giá là 100. Đã đi qua em lại lên mã tiếp theo nữa nghe anh em. Đây, mã tiếp theo của em lại lên một cái con bé bé xinh xinh lo vi tính của Sunmat này nghe anh em. Đó, nó có cái một con súp và hai con chép hai bên. Bé bé xinh xinh. À, thích hợp cho anh em nào mà đam mê âm nhạc đó, rồi gắn cái điện thoại vô là hát à, không có khẳng gì gầm gà hết cho nghe anh em. Đó, nè nó như vậy nè nghe anh em. Cái này thì nó khá là nặng. À, cái này là cái súp nè. Nè, model của nó gì nè. Đó, ok nghe. À dạ, rồi hai con chép của nó là gì nè nghe anh em. Nè. Đó. Xanh xanh đỏ đỏ cho mấy em nhỏ nó mừng. Rồi ok, em sẽ test nha. Cái này xài điện 220 nè. Rồi ghim điện vô coi. Ô là la nó hát luôn anh em ơi, đây nè. Nè, cái này nè. Đó. Tắt. Mở nè. Đó. Rồi dần nhỏ là xếp rồi sao nó sấp dữ hằng vậy ta. Đó. Rồi nó hát nghe yêu thương nghe anh em. Đó, nó như vậy đó nghe anh em. Rồi ok ok. Tắt thôi. Nè, em sẽ đo cái con này cho anh em hình dung nó bé bé xinh xinh thôi nghe anh em. Đó, chiều ngang của nó 10 nè. Chiều sâu cũng nó là 10, nó vuông đó nghe anh em. Chiều cao của nó thì đo gì đi. Nè, nó đo gì đi. Đó, 20 nha. Thì ở sau thì nó cao hơn, ở trước nè. Ở trước thì nó khoảng 15 năm thôi. Thì nó hát yêu thương vậy đó nghe anh em. Rồi, em sẽ lên mã này cho anh em chốt. Về có làm gì làm nghe anh em. Rồi đâu mất tiêu cùng ăn keo luôn rồi tờ.
Ô là la, mắt tiêu cũng keo rồi. Ai, sao nó mắc đồ hoài vậy ta? Rồi thấy rồi anh em ơi. Có mà nên nè, nên làm nó mắc tới mắc lui hoài nha. Có mất thời gian của anh em thì cũng thông cảm nha anh em. Đó, mã này. Mã này là mã 101 nha anh em. Đó, 101 em sẽ lên hai cái con này cho anh em có giá là, ủa quên, một cái bộ xương mát này cho anh em có giá là 150k nha anh em. Đó, giá nó rất là yêu thương nha anh em. Rồi, 101, 150k đã đi qua, em lại lên mã tiếp theo nữa nha anh em. Đó, mã tiếp theo của em lại lên hai cái khúc lo của thằng Nicole nè nha anh em. Đó, thì nói chung cái cặp này á thì nó được cái này mắc kia anh em. Đó, cặp này thì mấy cái nút này nó liền lạc nè. Đó, nó rất là liền lạc nha. Đổi lợi thì cái căng nó bị gách xíu nè. Đó, dưới trên này nó bị mẻ xíu nè nghe anh em. Đó, nhưng mà nó hát rất là hay nha. Đó. Đó, em đã kết nối rồi hết rồi nha. Đây, cái thông số của nó đã mờ hết rồi. Đó. Nó như vậy đó nghe anh em. Đó. Con này, con bên đây thì còn rất là liền lạc, nhưng cái căn nó hơi dơ xíu thôi, giờ anh em vệ sinh lại là rất ok. Đó. Rồi. Em sẽ test thử con này coi nó hát như thế nào nha. Em đã ghim điện rồi hết rồi đó. Rồi mình bấm nguồn lên thôi. Nè, nguồn đây nè. Đó. Đây. Hát luôn nghe anh em. Nè, có cái nút này nó hơi gột gạt nè. Thì nói chung hàng cũ thì mấy cái này nó gột gạt, anh em phải vệ sinh lại nha. Nè. Đó, mấy cái nút này thì chỉnh hơi gột gạt nha. Đó, gột gạt vậy đó nghe em. Đó, hát rất là hay nghe em. Ok rồi, tắt thôi. Rồi em sẽ lên mã này nha. Đó, thì nói chung mấy cặp này thì anh em cũng có khá nhiều anh em chốt nha, nhưng mà hy vọng cái clip này anh em nào clip vừa rồi anh em nào mà chưa chốt được thì hy vọng clip này anh em sẽ gặp và chốt nha. Rồi mã này là mã 102 nha. Đó, thì cũng như thường lệ thôi, cái này thì nó liền nút ná đầy đủ nhưng mà nó hát hay hơn mấy con kia nữa. Rồi em sẽ lên mã này là 102 với giá là 150k nha anh em. Đó. Rồi mã 102, 150k đã đi qua, em lại lên mã tiếp theo nữa nghe anh em. Đây, mã tiếp theo của em lại có một cặp vỏ thùng của Onkyo nè nghe anh em. Đó, thì nó như thế này nè nghe. Đó, nó như thế này nè. Tình trạng của nó thì nó bị rì rì chút đỉnh không sao nha. Đó, này, nó bị rì rì gì nè anh em. Đó. Thì nói chung thì nó rất là đẹp, rất là chắc. Tiêu âm rất là nhiều luôn nè. Đó. Quá trời tiêu âm luôn em ơi. Nó ốc ác thì giữ lại cho anh em hết. Còn khá là đẹp, chỉ có hơi bị chóp chóp cái vỏ xíu thôi nè. Đó. Ai da thấy không ta? Hạ xuống xíu coi. Đó. Nè, nó bị chóp chóp như vậy nè nghe anh em đó. Mấy cái này thì quá dễ với anh em rồi, giờ tra cố lại. Vỏ thùng nội địa mà cũ nó còn như vậy là rất ok nha. Nè, phía sau của nó nè. Đó, cái này ta dán cái gì nè nghe. Đó, nó như thế đó nghe anh em. Rồi em sẽ đo đường kính coi cái này, cái con này nó bát nó bao nhiêu anh em, rất vừa nè. Đó, cho anh em hình dung ở nhà mình có bát nhiêu thì mình lắp vừa ha. Đó. Rồi cái này chắc bát 21 anh em ơi nè. Đó, chép nha, còn chép. Chép thì 11. Đó, rồi em đo như vậy đó anh em hình dung nha, ở nhà mình có con nào mà phù hợp á thì mình mua con này về hốt. Hốt con này về hát rất là hay nha, thùng nội địa này rất là đẹp nhưng mà nó bị ghè không sao đâu nha. Đó, em sẽ đo đường kính cái thùng cho anh em hình dung nè. Đó. Chiều cao của nó là 40 nha anh em. Đó. Chiều ngang của nó là 13 nè. Ố lộn. Chiều ngang của nó là 23. Đây 23. Đó, còn chiều này của nó là nhiêu ta? 21. Rồi đó. Nó như vậy đó nha anh em. Thì cái này chắc nó không có y căng đâu. Nè em thấy vậy chắc không có y căng, chắc nó y căng trong mấy cái lo hay sao á. Rồi, còn khá là đẹp con này. Đây. Rất là nhiều tiêu âm nha anh em nè. Đó, khá là nhiều tiêu âm nha. Tiêu âm không cũng đủ tiền anh em ơi. Đây. Đó, Onkyo gì nè, model M55 hay gì đó. Đó. Đây em sẽ quay xung quanh cho anh em mình dung nè. Đó, thì nó bị chày chày vậy nè nghe anh em, nhưng mà còn rất 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 đẹp. Nè, phía sau nè. Đó, phía sau như vậy nè nghe. Đó, dưới đít nè. Rồi, rất là ok. Đó. Em sẽ lên cái cặp vỏ thùng này cho anh em có bát nào đó.
Thì mua cái cặp này, có bán 21 thì mua cái cặp này về là lắp vô hát rất là hay. Mấy cái ghề ghề này thì khá là dễ với anh em à. Cái đó là do mình vận chuyển đó anh em, rồi nó bị bá cái này bá cái kia đó ha. Còn rất là chắc nha. Mã này, mã này là mã 103 nha anh em. Đó, 103. Em sẽ lên cái cặp vỏ thùng của Onkyo này cho anh em có giá là 200k nha. Đó, giá nó rất liệu thương anh em ơi, rất đẹp nha. Rồi mã 103, 200k cũng là mã cuối cùng luôn ha. Thì tất cả các sản phẩm ưu tiên cho anh em chuyển khoản nha. Rồi thì hôm nay thì mấy ngày nay em cũng rảnh đó, em lên cũng mở đơn cho anh em trái cháo đó ha. Rồi không nói dài dòng nữa, em xin kết thúc video tại đây. Anh em nào thấy hay á thì cho em một like, một chia sẻ và một đăng ký kênh ủng hộ mình ha. Xin chào tạm biệt, bye bye.